Đây là đoạn video trích xuất camera an ninh vụ nhóm thanh niên dùng súng bắn vào nhà dân vào trưa 6 tháng 3 năm 2024 tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Mày kiếm giả tao đúng không? Mày kiếm giả tao đúng không? Quan sát thái độ và lời nói của nhóm người trong đoạn video, có thể hiểu đây là một vụ hiềm khích từ trước. Công an huyện Hàm Thuận Bắc xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chăn vịt thả đồng giữa hai người đàn ông, gồm một người 53 tuổi và một người 34 tuổi cùng trú tại thị trấn Ma Lâm. Vì bực bội khi người đàn ông 53 tuổi chăn thả vịt trên cánh đồng của mình, người đàn ông 34 tuổi đã đến gặp và đe dọa sẽ đánh đối phương. Sau đó, người đàn ông 53 tuổi về kể lại vụ việc cho con trai của mình là một trong số thanh niên trong đoạn phim. Nhóm này đã cầm theo hung khí đến nhà người đàn ông 34 tuổi. Một trong số đó đã dùng súng bắn vào nhà người đàn ông, lớn tiếng đe dọa đánh người. Ngoài ra, con trai của người đàn ông 53 tuổi còn cho rằng cánh đồng chăn vịt được nhắc đến là do mình quản lý. Đến sáng 7 tháng 3, công an huyện Hàm Thuận Bắc tại tỉnh Bình Thuận triệu tập nhóm thanh niên này để làm rõ vụ việc. Vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do vậy, công an huyện Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo xác minh, làm rõ động cơ cũng như nguồn gốc khẩu súng mà những người liên quan đã sử dụng. Hiện công an đã thu giữ các vật chứng liên quan và tiếp tục xác minh làm rõ.